Chào các bạn, chào buổi sáng. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình làm bánh lọt tiếp đi các bạn. Hôm qua làm bánh lọt lá dứa mà làm không đủ ăn. Tại vì mùa này là mùa nắng đó các bạn. Có bà nội qua mình đãi bà nội rồi mình cho chị Diễm. Diễm không đủ ăn tại vì Diễm thích ăn bánh lọt. Mà mua ở ngoài thì nó ngại các bạn, nó sợ hàng the, nước vôi rồi nó không dám ăn. Hôm nay yêu cầu gì mời làm tập 2. Nhưng mà tập 2 là mình không làm lá dứa mà mình làm đậu biếc, nước đậu biếc mình ngâm mà nè các bạn. Nhiêu đây là 600ml nước đậu biếc đó. 2 muỗng dầu ăn, 3 gram muối. Bột này thì mình xài bột năng. Hôm qua mình làm 1:1, công thức 1:1. Nhưng mà hôm nay mình làm cái công thức này á, nó khác hơn là bột năng nhiều hơn bột gạo nha các bạn. Tại vì mình còn có 150 gram bột gạo thôi. Ở đây mình làm 250 gram bột năng. Mình thích ăn dai nha. Rồi nước cốt dừa thì ở đây còn 200ml nè. Hai cái ống vani này bỏ vô nước cốt dừa nha các bạn. Rồi cái lúc đó thì mình thêm đường thêm muối trong nước cốt dừa sau. Bây giờ mình làm tới đâu thì mình chia sẻ tới đó nha. Bây giờ bắt đầu mình làm cái khâu bột. Bây giờ mình bỏ bột gạo vô trước nha các bạn. Mình lấy trùng trước. Còn bột năng mình để vô sau. Mình bỏ muối vô. Bỏ vô chút xíu muối cho bánh nó kềm nha các bạn. Nó ngọt cái bột. Bột năng nó nhiều hơn bột gạo. Cho nên mình phải bỏ thêm một chút bột năng vô đây đi ha. Còn lại bỏ rồi vô đây 100 gram đi với bột gạo. Rồi mình hai cái này, một cái 250, một cái 150 là 400. 400 thì mình bỏ vô đây là khoảng 600ml nước nha các bạn. Nước đậu biếc. Hôm nay mình làm màu đậu biếc chứ mình không có làm cái màu lá dứa nữa. Làm đậu biếc rồi ráng nước cốt dừa. Mình bỏ vani. Nấu ăn là phải sáng tạo. Các bạn ơi, đậu biếc này không những nó lấy màu mà nó không có mùi nha các bạn. Mình bỏ vani vô nước cốt dừa. Nó là trị tiểu đường đó các bạn. Tại vì mấy người tiểu đường là ta cử bột. Mà mình ăn như vậy là nó có một cái chiều hướng nó níu trở lại. Rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Giờ mình bỏ vô đây cho nó tan, mình quậy cho nó tan nè. Tại vì nước này nó cũng còn hơi ấm ấm. Rồi mình bắt lên bếp, mình lấy trùng. Mình lấy trùng đến một lúc là mình bỏ cái bột năng vô, mình lấy trùng tiếp nha các bạn. Mình quậy lên đều rồi mình bắt lên bếp, mình bắt lửa nhỏ nha các bạn. Lửa nhỏ nhất. 1200 mình còn lại 400 nè. Mình bỏ dầu vô luôn. Dầu là để nó làm ráo bột đó nha các bạn. Nó không có dính cái này với cái kia. Nó ăn nó giòn nữa. Người ta làm bún rồi mình hay bỏ dầu vô thì bún nó cũng lâu thiêu mà nó không có chua nha các bạn. Còn bún chua là nó không có được cái độ muối. Nó không có muối, không có dầu. Tại vì dầu nó làm cho mình cách ly với là cái không khí, mà ngoài không khí thì nó khuẩn nhiều lắm. Mình ăn mình phải biết đó, cái bánh canh đồ bún đồ mình mua ở ngoài chợ á, về thường thường mình nấu nước sôi, mình bỏ vô miếng muối, mình rụng là hết rồi các bạn. Nó không chua, nó có độ kiềm của muối, nó không chua. Còn mình để nhà mình ăn mình cảm giác nó chua chua mà nó không có được vệ sinh lắm. Không biết người ta làm như thế nào. Bây giờ biết làm rồi thì ở nhà tự làm tự ăn cho nó sướng. Mình quậy như vậy nha các bạn. Lửa nhỏ mình quậy và mình miết. Mình quậy mình miết. Chừng nào mình thấy mà vừa độ rồi đó, phân nửa chín nửa sống của cái bột này rồi á, thì mình mới bỏ bột năng vô mình quậy tiếp. Kỳ này mình không có bỏ vô cái rổ cái thau nữa các bạn. Mà mình làm thử ở ngoài cái bóp kem, cái bọc bóp kem cho nó dài ra. Còn làm cái kiểu truyền thống á, làm ở trong cái rổ hay là cái thau á, như mẹ mình hồi xưa làm ở trong ngoài cái rổ đó các bạn, chà rất là nhanh,
nó xuống rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó cái con bánh lọt nó ngắn các bạn, nó ngắn 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 ngắn, nó tròn tròn, nó mỏng mỉm chứ nó không có dài. Nhưng mà bây giờ các bạn làm thì nó cũng dễ rồi, mình không có cái rổ sẵn đó, mình có cái bao ni lông hoặc là mình ở nhà mình có túi bóp kem thì mình cứ bỏ vô cái bóp kem mình bắt, mình không có nặng một dài một hơi nữa, mà mình làm cho nó ngắn 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 theo ý muốn của mình. Nhưng mà bánh lọt này á, thì mình làm nó hơi lỏng lỏng một chút, mình dễ bắt các bạn, tại vì mình bắt mình cho nó gãy chứ không phải là mình bắt mình cho nó dài như là bánh canh. Nhưng mà nó cũng là hình thức là bánh canh đó, nó ngắn một chút thôi nhưng mà nó mềm. Một mình nó sắp được rồi nha các bạn, nó hơi rền rền rồi nè đó. Các bạn để chút xíu nữa ha, để chút xíu nữa rồi chúng ta đánh nó lại, rồi chúng ta bỏ bột năng vô sau. Nãy mình cũng có bỏ một chút xíu bột năng vô đây rồi nè các bạn, 250 mà mình bỏ vô đây là 150 đó. Ok, bây giờ mình bớt lửa nè, bớt lửa nha. Bây giờ mình đổi bằng cái đũa nha các bạn. Mình cứ đánh như thế này nè, tại vì bột năng nó cũng dễ dễ chín lắm, nó dễ đặc lắm. Tắt lửa rồi đó nha các bạn, mình tắt lửa rồi đó. Đánh cái khâu đánh bột này nó hơi căng, nó hơi mỏi tay. Mình đánh mình miết, mình đánh mình miết bằng cái phới nè, cái phới này là cái phới silicon đó, nó không có teo rồi nha các bạn, nó không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hết á, tại vì silicon mình hấp mình nướng đều được hết á. Mình cứ để lên đây mình đánh nè, mình đánh chừng nào nó tan hết cái này rồi hả là mình mới bỏ bột năng vô. Bạn cứ đánh nha, mình quay bột như thế này nè các bạn, nó mịn như thế này nè. Mình bỏ bột năng vào từ từ nha các bạn, nó hơi mỏi tay chút xíu. Các bạn vừa quay vừa tán nó ra nè, mình lấy cây phới này mình tán nó dễ lắm. Bỏ bột năng vô đi nha. Bỏ bột năng vô quậy tiếp nha các bạn. Cho bột vô cái bao kem nha các bạn, cho bột vô cái bao kem rồi mình mới đem lại cái lò kia mình bóp ra trong cái nồi nước sôi. Ai không có bao kem thì mình đi lấy cái bịch ni lông cũng được nha các bạn. Đây là cái cách làm thứ hai. Hôm qua mình làm cái rổ thì trong cái rổ nó con nó ngắn quá, mình ăn như nó không có đã cái miệng. Mình làm theo kiểu truyền thống đó các bạn, mình làm bằng cái rổ mình chà, nhà mình rất nhiều rổ inox. Hôm nay mình làm bằng cái bọc bóp kem để các bạn không có rổ thì các bạn làm theo cái cách này ha. Đây là một bọc nè, mình làm thêm bọc nữa đó nha. Mình quấn cái bao lại nha các bạn, mình buộc khung đi cho nó dễ, nó không có trào tới trào lui, nó không dính tay nè. Rồi nó chưa có xuống đâu, chừng nào mình cắt ở dưới này rồi mình bóp nó mới xuống nha. Được một bọc rồi đó, bây giờ là bọc thứ hai.
giờ sướng đó. Có bột năng, mình thêm bột năng các bạn. Còn hồi xưa hả, là mỗi lần làm vậy là phải lấy cái nước vôi trong đó, hai cái thành này. Cái nước vôi trong mà mình làm cho nó giòn đó các bạn, còn cho nó dai, hoặc là bỏ hàn the. Hồi xưa sao mà không biết á, chơi hàn the cũng khủng quá. Hàn the là một cái chất phụ gia mà ăn rồi hả là nó còn ở trong người mình hoài đó các bạn. Nó làm cho mình biến đổi gen đó, nó không có giải được ra ngoài. Rồi đây là cái bột thứ hai ha. Các bạn ơi, nước của mình sắp sôi rồi đó các bạn. Bây giờ cái bột này mình hớt nha các bạn. Mình hớt nó hơi to một chút, nó to hơn con bánh canh một chút xíu nha các bạn. Mình hớt xuống rồi mình dễ bóp xuống lắm nè. Hồi nãy là nó không có chịu xuống bởi vì nó còn hơi. Bây giờ mình bóp xuống là nó dễ xuống lắm nha các bạn. Mình đợi cái nồi nước của mình nó hơi hơi sôi là mình bóp được rồi đó. Để nó dính đáy nồi. Này các bạn thấy không? Nó xuống rồi nè. À, cái miệng nó nè. Nó hơi to hơn cái con bánh canh một chút xíu. Bây giờ mình bóp vô cho các bạn coi nha. Đó, mình ngưng lại đó. Nó có đầu có đuôi đàng hoàng nha các bạn. Ồ, nó dễ quá các bạn ơi. Ăn thua gì cái khâu mình đi bột á. Mình muốn cho nó dài cỡ bao nhiêu là mình bóp rồi mình ngưng, mình bóp mình ngưng. Có đầu có đuôi nè các bạn. À, nó có cái đuôi nè. Đó. Thì chừng nào nó nổi lên là mình vớt qua bên cái thau nước lạnh. Thì làm nó cũng y chang như làm bánh canh rồi, nhưng mà bánh canh thì mình phải làm nó khô chút nha các bạn. Còn này làm nó hơi dẻo nè, nó hơi nhão một chút xíu đặng mình bóp ngắn được nè. Với lại bánh này là phải mềm. Tùy theo mình cho cái con nó cỡ nào, mình muốn cho cỡ này nè các bạn. Chiều dài nó khoảng từ 5 đến 60 cm, từ 5 đến 6 cm. Các bạn thấy nó có đầu có đuôi ha. Mình cứ tiếp tục bóp nha các bạn. Bóp chừng nào mình thấy nó nổi lên mình vớt qua bên kia. Nó trong bánh là màu nó lên đó các bạn. Hôm qua mình làm mình để vô rổ mình chà nó ngắn lắm các bạn. Hôm nay là ngắn hay dài tùy theo cách mình bóp nha các bạn. Thể mình muốn ngắn thì mình cho nó mình bóp nhanh, còn thể mình muốn dài là dài bao nhiêu nè, nó đều cái chiều dài nó đều đều với nhau nè các bạn. Đó, bây giờ nó như vậy đó, ăn mới đã. Có nhiều khi hả mình ăn mình đưa vô miệng mình rồi mình miết vô một cái nó mới đã nha các bạn. Đó, cái này là dễ làm nhất mà mình không có đồ nghề mình vẫn làm vẫn được. Còn hôm qua mình làm lá dứa mà mình làm bằng cái rổ chà, tại vì mình thấy mẹ mình hồi xưa làm bằng cái rổ chà thì mình bắt chước theo. Mỗi mỗi kiểu nó có một cách khác ha các bạn ha. Nè, này nó có đầu có đuôi đàng hoàng, nó nhọn nhọn nè các bạn thấy không? Các bạn thấy cái độ nhọn của đầu đuôi của nó chưa? Rất là ngon, ngon hơn hồi qua nữa đó các bạn. Hồi qua nó tròn tròn mà nó gãy gãy. Bớt lửa lại. Đó. Bây giờ mình vớt ra đây ha, vớt ra cái thau này nó chín rồi, nó lên màu đó các bạn, nó trong rồi nó lên màu ghê không? Đó. Bây giờ mình làm kiểu mới ăn bánh lọt đậu biếc. Cái này mình thấy chưa có ai làm đó các bạn. Thường thường thì vào bếp người nào cũng biết làm hết chứ không có người nào mà không biết làm. Nhưng mà mỗi người thì có một cái cách sáng tạo riêng. Mùa này là ăn bánh lọt là mát mẻ dữ lắm đó. Ăn nước đá mà có cái gì mà dai dai trong người, nước dừa, nước đá rồi đó. Mùa này ăn bánh lọt, bán bánh lọt đắt lắm đó nha các bạn. Mình làm như vậy mình bán cũng được rồi đó. Bán cho nhà mình, cho con, cho cháu mình ăn. Giờ mình làm tiếp nha các bạn. Làm tiếp mẻ thứ hai ha. Các bạn thấy không nè. Mình coi nè. Đó, rất là ngon luôn. Giờ làm tiếp thôi. Cái độ dài của nó là do cái mình thích. Các bạn thấy nó có đầu có đuôi đàng hoàng.
Làm kiểu này mình thích hơn cái chà qua nữa các bạn ơi. Chà qua mất công rửa thau quá mà đều nó không đều, với lại nó dính tùm lum ở trên cái miệng nồi à. Có cái bao ni lông cũng được nha các bạn, nếu có mình không có cái đồ bóp kem á, mình làm bao ni lông còn có đồ bóp kem thì nó dễ hơn bao ni lông một chút. Bao ni lông mình cắt ngay cái gốc đó các bạn. Tự động lại nó xuống xuống rất là nhẹ nhàng luôn. Mình tiếp tục mình làm ha các bạn ha. Bây giờ tới cái khâu làm nước dừa nha các bạn. Cái khâu làm nước dừa thì mình làm hơi ngọt một chút, tại vì bánh này là bánh ăn với nước đá đó các bạn. Mình bỏ hết 200 g nước cốt dừa vô nha, 200 ml. Nhà mình không ăn quá béo nha các bạn. Cái gì cũng vừa phải thôi chứ không có ăn quá béo. Rồi mình cho vô đây là vani, mình không dùng lá dứa nữa. Nhưng mà hôm nay mình đi đậu biếc, mình hơi sáng tạo một chút nha các bạn. Mình dùng vani vô nước dừa. Có người thì người ta dùng dầu chuối, nhưng mà mình ở trong nhà không, mình ít có đi ra ngoài lắm, mình không có mua được dầu chuối các bạn. Từ hồi ở Sài Gòn về tới bây giờ là mình ngại đi ra ngoài lắm, tại vì ở Sài Gòn lười đi ra ngoài, nó quen chân rồi các bạn ơi. Bây giờ ở dưới quê nó còn cao hơn ở Sài Gòn nữa. Đó, rồi các bạn cho vô một miếng muối nha. Rồi bỏ đường vô. Cho vô chút xíu muối nè. Các bạn bỏ đường trắng cho nó hấp dẫn ha. Các bạn bỏ vô đây là khoảng 150 g đường đi. Đường trắng nha các bạn, bây giờ mình đi tìm đường trắng thì còn không có đường trắng thì các bạn bỏ đường vàng vẫn được nha. Bây giờ phải đi lên nhà trên mới lấy đường được, đường để ở một nẻo lên nhà trên rồi. Các bạn ơi, bánh lọt mình đã sẵn sàng rồi nha các bạn. Bây giờ mình múc ra tô, mình cho